Chỗ này là nửa cân gan gà tươi mà rất rẻ tiền, chỉ có 10.000 đồng tiền Việt Nam, tức là chưa tới nửa đô la, là bạn tha hồ đi câu. Và cá chê thì rất thích cái món này. Nhưng nhiều khi bạn chỉ có chừng này, tức là một bộ gan gà, không có nhiều hơn. Thịt một con gà thì chỉ có một bộ gan gà tươi như thế này thôi, không có nhiều hơn. Nếu đem cái này mà đi câu thì không được bao nhiêu, chỉ được 2 lần ném xuống, hoặc tiết kiệm lắm thì được 3 4 lần. Vậy bạn phải làm thế nào? Bỏ những cái lằng nhằng này đi, thái nó ra. Bạn dùng bánh mì
cắt vụn ra. Bây giờ bạn trộn cái này lên. Biết là con gì khó lắm to đấy. Cá chê. Cá nhau.
Cá nheo, cá nheo. Xuống là khó lắm. Dối đến mức này rất khó. Sao sao mà